Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh nha. Sáng hôm nay 25 đi tảo mộ, đói bụng quá thì mình chạy qua đây mình ghé mình ăn ổ bánh mì. Các bạn thấy cái cuộc sống ở quê nhà. Bữa nay là 25 Tết, ổ bánh mì có 10.000 thôi, mà người dân Nam Bộ nói chung và người dân Nam Bộ nói riêng và người dân cả nước mình nói riêng, người ta rất là hiếu khách. Khi mình ăn ổ bánh mì xong ngon quá, rồi cái vô góp cho mình ly nước trà uống nữa. Anh chị và các bạn thấy cái khung cảnh Tết ở quê nhà của ngày 25. Bữa nay là bắt đầu họ cúng kiến, dọn dẹp nhà cửa, hoa mai bắt đầu gần nở, đường xá thì rất là sạch sẽ. Ở đây là một cái vùng ngoại ô của Mỹ Tho, nhưng mà rất là tuyệt vời anh chị các bạn. Thì mình cũng đi tảo mộ, về quê tảo mộ, cho nên ghé ăn ổ bánh mì thấy ngon quá, cầm live stream để anh chị các bạn thấy cuộc sống ở quê nhà luôn luôn yên bình và hạnh phúc. Người dân đang được sống trong một cuộc sống rất là tốt anh chị các bạn, chứ không phải giống như những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước nó thiên truyền đâu. Cực kỳ tốt, tôi phải nói là cực kỳ. Theo cái nhận định của tôi thì thời gian cũng có hạn, mình đi mình gặp cái gì hay hay mình live stream để cho những cái người Việt ở hải ngoại họ nhìn thấy rằng đất nước đã và đang đổi mới phát triển từng ngày và từng giờ, cuộc sống ở Việt Nam càng lúc càng tốt hơn, chứ không phải giống như những cái sự tiên truyền của những thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước. Cho nên bà con kiều bào là những người mà có tấm lòng với quê hương, đất mẹ Việt Nam luôn luôn quan tay chào đón quý vị trở về với quê hương. Cái Tết ở quê nhà rất là đẹp. Cái Tết quê hương, Tết cổ truyền, Tết đem đến cho mọi nhà những cái mùa xuân đang tươi thắm. Rất là hay, một phong tục tập quán của người Việt của mình rất rất là hay. Mà dù các bạn có đi phương trời nào đi chăng nữa, không bao giờ tìm thấy được những cành hoa mai, hoa đào và hoa cúc, hoa vạn thọ, những cái loài hoa đang nở đua nở trong cái mùa xuân của năm mới Tết ở quê nhà rất là tuyệt vời. Thôi lại bên like tới đây, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn, hẹn gặp like sau.